Con này đâu vòng cam nha. Đây vòng cam. Ngủ suốt từ nãy đến giờ. Bây giờ mới quay được. Đấy. Này đuôi dài, lông mượt này. Đấy. Báo cáo các bác là vừa rồi là các bác xem cái con vòng cam nó ngủ, thì em bắt riêng nó ra cái lồng này. Và hôm nay em đang quay cho các bác là tối ngày 15 tháng 9. Đây là cái tướng tá mẫu mã của cái con vòng cam nhá. Thì âm giọng thì các bác nghe cũng biết là nó là giọng thổ pha. Đấy. Con này được cái là mắt đỏ tợn, chim đủ cường. Đấy. Anh em nhìn thì anh em đấy cái vòng cam đấy, anh em nhìn anh em thấy được cái hình hài của nó rất là cụ thể, thì anh em chốt thôi, bởi vì mình cũng chia sẻ từng cái góc nhìn để cho anh em thích, anh em chọn cho mình cái con chim này. Thì con này là con vòng cam được đăng tối ngày 15 tháng 9 đấy. Thì em cũng đặt tên nó là mã số cờ 5 15. Thì anh em nhìn cái chân cẳng thì nó cũng không có lỗi tật gì nha anh em nhé. Đấy, không hề có lỗi tật gì. Và con này em để giá công khai. Đấy, công khai bao vận chuyển luôn nhé. Bao vận chuyển luôn là 900k nhé. Như vậy là anh em thấy là con chim đã đạt đến độ tuổi 11 năm tuổi. Và hình hài như thế này. Đấy, em bao ship cho các bác. Đấy, ở khu vực miền Trung và miền Bắc là 900k. Đấy, đúng chim, đúng vòng. Và bây giờ là hơn 9 giờ đêm rồi. Vợ chồng em cũng quay mang tính chất là trực tiếp. Đấy, em cam kết với các bác là gửi đúng chim, đúng giọng anh em nhé. Đấy. Số Zalo, số liên hệ của em là 0335305982. Sau đây em sẽ lên tiếp video con vòng tím giọng thổ anh em nhé.